Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày 15 tháng 3 năm 2022. Clip này thì tôi chỉ muốn ngắn gọn thế này. Đó chính là câu chuyện về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. Và khi đọc những cái dòng này vào ngày hôm qua thì trong đầu tôi chợt nảy ra một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ rằng nếu như mà cái quy định này mà được sớm hơn thì liệu rằng chúng ta có trải qua một thời kỳ 10 năm hay không? Bởi vì có những cái rất kỳ lạ, có những điều rất 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 là hạ 3 chấm 3 chấm 3 chấm. Và có lẽ trong clip này tôi sẽ chia sẻ với các bác về quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. Thứ hai nữa, tôi sẽ để lại một cái đoạn clip mà đại biểu Dương Trung Quốc đã chất vấn, gọi rằng là chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có nói về cái việc mà nói về cái việc mà nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân và văn hóa từ chức. Các bác có suy nghĩ gì thì chúng ta hãy comment bình luận một cách lịch sự, tử tế, không chửi bới, mạt sát lẫn nhau. Đây là bài ngày hôm qua thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Vào sáng ngày 14 tháng 3 thì Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt để triển khai thực hiện quy định 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định. Và theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là ông Nguyễn Quang Dương thì có 7 điểm mới về nội dung của quy định 58 so với quy định 126 trước đây. Cụ thể, quy định 58 thì bổ sung quy định giới hạn bố trí đối với cán bộ đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm quy định này. Theo đó, những trường hợp này thì được bố trí cao nhất đến ủy viên ban thường vụ ở cấp ủy, cấp tỉnh và tương đương. Và bên cạnh đó thì bổ sung một số trường hợp cán bộ đảng viên là con liệt sĩ, con thương binh 1/4 nhưng có cha mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp của vợ hoặc chồng vi phạm do làm việc các chế độ cũ thì có thể bố trí đến ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp tỉnh và tương đương. Và theo ông Nguyễn Quang Dương á, thì đây là điểm rất mới so với các quy định trước. Một điểm mới khác là theo quy định 58 thì chính sách bố trí sử dụng và mức bố trí sử dụng với cán bộ đảng viên vi phạm hoặc phức tạp do quan hệ gia đình trực tiếp bên bản thân thì thấp hơn một bậc so với các trường hợp gián tiếp bên vợ hoặc chồng. Bên cạnh đó thì so với các quy định cũ, ngoài nội dung về mức trần tham gia cấp ủy, mức trần ứng cử làm đại biểu cơ quan dân cử ở các cấp và làm việc trong cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, thì quy định 58 cũng chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan đảng các cấp, vân vân. Và rất nhiều vấn đề. Một điểm mới nữa thì ông Dương cho biết là quy định 58 cũng quy định rõ đối với những trường hợp có vấn đề liên quan đến bản thân và quan hệ gia đình, tập trung vào những vấn đề chính trị, căn cứ và mức độ của vấn đề chính trị, uy tín, phẩm chất, năng lực thì sẽ do cấp ủy có thẩm quyền xem xét và bố trí cho phù hợp. Và xem xét kết nạp những người có vấn đề chính trị vào đảng. Và theo kết luận trước đó, đó. Ở đây ấy, thì tôi xin trích dẫn bà Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị như thế này. Kết luận hội nghị thì trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương thì nhấn mạnh Đảng đặt trọng tâm là vấn đề chính trị hiện nay. Do đó, khi xét lịch sử chính trị đối với chính trị hiện nay thì vấn đề hiện nay trong một kép nhé là chính. Đó. Có nghĩa rằng là hiện nay thì là chính. Và điều này thì được tiếp tục thể hiện rõ trong quy định 58 mới ban hành cũng như nhiều văn bản trước đó. Là chúng ta đã chống lại cái việc xét lại đấy thì chỉ xem ở cái giai đoạn hiện nay thôi chứ không phải là cái giai đoạn cũ là nhiều thì xét toàn diện nhưng hiện nay thì là chính. Từ đó thì trưởng ban tổ chức Trung ương cho rằng việc quán triệt các nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ thì không dừng lại ở việc quán triệt quy định 58 ban hành và quán triệt chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị cho tình hiện nay và kết luận 72 vân vân và các liên quan. Nói nôm na thì tôi xin chia sẻ với các bác một vài cái điểm mới như thế này. Nếu như mà có gọi là con rể hoặc là con dâu là người nước ngoài hay là vân vân thì sẽ được cao nhất là cấp vụ hay cấp nào đấy. Xin chia sẻ các bác như vậy. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ.
Và chúng ta cũng đều biết rằng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì có chị Nguyễn Thanh Phượng là con gái, và chị Nguyễn Thanh Phượng là con gái thì đã lấy một cái người như thế nào thì các bác cũng có thể đều đã biết, mà các bác nào chưa biết thì có thể tra Google nha các bác. Và nếu như quy định đã được áp dụng sớm hơn thì liệu rằng có một tờ liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không ạ? Và tôi cũng tự hỏi rằng vấn đề liên quan tới cái vấn đề chính trị này thì những người như là anh Nguyễn Thanh Nghị hay là anh Nguyễn Minh Chiết thì được bố trí cấp cao nhất ở mức nào, thì các bác thử suy nghĩ. Còn tôi thì tôi sẽ để cái đoạn clip liên quan tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong đại biểu chất vấn của đại biểu dân Trung Quốc, coi như là chúng ta hãy nhớ lại lịch sử một phần nha các bác. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Đó là một chia sẻ ngắn của tôi về vấn đề này. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Thủ tướng, câu hỏi của tôi sẽ giúp cho Thủ tướng và Chính phủ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện những giải pháp của mình. Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong đó có Thủ tướng, đã có lời xin lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật. Còn tại Quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước Đảng. Dẫu sao thì việc Thủ tướng đã có lời xin lỗi trước Quốc hội cũng là một điều đáng ghi nhận, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì thấy việc xin lỗi một hành vi văn hóa rất đáng khích lệ trong dân, cần được giới hạn trong mối quan hệ giữa bộ máy công quyền với nhân dân. Không thể chỉ xin lỗi việc chậm trễ giờ bay của ngành hàng không mà bỏ qua những chế tài xử phạt đã quy định nếu gây thiệt hại cho khách hàng. Khách nước ngoài, họ gọi hàng không nước ta là Sorry Airlines là vì thế. Việc làm cho dân hiểu là nhà nước tạo độc quyền vàng cho SCD, khiến dân bất an và chịu thiệt thòi kéo dài, để rồi thống đốc ngân hàng chỉ xin lỗi vì đã không giải thích rõ khiến dân hiểu lầm, vân vân. Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động trong một cuộc phấn đấu của Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức, với một lộ trình để các quan chức của ta từng bước làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm. Xin nhắc lại rằng, xa xưa các cụ nhà ta vẫn coi việc cáo quan hồi hương là một cách giữ tiết tháo, còn Đảng ta đã từng có một vị Tổng Bí thư, người có công lớn trong cách mạng tháng 8 năm 55, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong cải cách đất 1956, đã từ chức và tiếp tục phấn đấu, để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị Tổng Bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc đổi mới trước khi từ trần. Kính thưa Thủ tướng, tóm lại xin có hai câu hỏi. Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thứ hai, Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội. Giải pháp, Thủ tướng đã nhận trách nhiệm, nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân, thì giải pháp gì để khắc phục những cái hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà của Chính phủ mà Thủ tướng đã nhận? Và tôi cố lắng nghe mà không biết có chính xác không, đại biểu Trung Quốc có nói là có hướng tới, là có nghĩ tới cái gì? Văn hóa từ chức không? Thì tôi xin được trình bày mấy ý kiến chung quanh những ý kiến này như sau. Thưa các vị đại biểu, thì hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội, tôi cũng đã báo cáo là với trọng trách được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ về tất cả những yếu kém, về tất cả những cái hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành trên tất cả lĩnh vực, các lĩnh vực.
trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có cái việc yếu kém, khuyết điểm trong cái giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, của các tập đoàn kinh tế, của các tổng công ty nhà nước. Và trên tinh thần nghiêm túc đó, chúng tôi cũng đã trình bày là chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu, làm hết sức mình để khắc phục những cái hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình, để hoàn thành được cái nhiệm vụ, chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thì thưa với các đại biểu, là với tinh thần đó, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp như sau. Chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, có thể nói là đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình, để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của mình. Trong đó chúng tôi tập trung vào các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp sau đây. Thứ nhất đó là nâng cao cái năng lực, nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng, hoàn thiện cái thể chế, cơ chế luật pháp, và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả trong thực thi cái thể chế, cơ chế luật pháp. Đây là cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy là một cái hạn chế, một yếu kém, một khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Có nghĩa là những cái cơ chế, thể chế, luật pháp vừa ban hành, do chính phủ xây dựng, đề nghị Quốc hội thông qua, vừa ban hành, hay là những cái thể chế, luật pháp mà do chính chính phủ ban hành, vừa ban hành đã có những điều, những điểm đó là không phù hợp, không sát cuộc sống, phải sửa đổi, phải bổ sung. Phải sửa đổi, phải bổ sung. Hay là có những cái thể chế, cơ chế, luật pháp đã ban hành rồi, đã ban hành rồi, nhưng mà chờ nghị định, chờ thông tư hướng dẫn, cho nên chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp thì khi hướng dẫn lại không phù hợp với tinh thần của thể chế, luật pháp đã ban hành. Hay là đó, thể chế, luật pháp đã ban hành rồi, nhưng mà triển khai tổ chức thực hiện kém hiệu quả, cái tổ chức thực thi kém hiệu quả. Hay là có những điều, những khoản đã ban hành trước đây là phù hợp, nhưng mà thực tiễn cuộc sống đã vượt qua không còn phù hợp, nhưng mà chậm sửa đổi bổ sung, muốn sửa đổi một, bổ sung một điều, một khoản để nâng cao năng lực quản lý, để nâng cao hiệu quả quản lý thì rất chậm chạp. Hay là một cái thực tế là nhiều điều trong cuộc sống đòi hỏi phải có thể chế, cơ chế, luật pháp để quản lý, để thúc đẩy phát triển, hoặc để ngăn chặn những cái tiêu cực nảy sinh do thiếu thể chế, cơ chế. Nhưng mà muốn xây dựng được một cái thể chế, cơ chế để quản lý thì rất là chậm chạp. Tóm lại thì để cái khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cũng là để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, thì trước hết chúng tôi là tập trung vào cái nâng cao năng lực, chất lượng, xây dựng thể chế, hoàn thiện thể chế, luật pháp, và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả thực thi thể chế, cơ chế, luật pháp. Vấn đề thứ hai đó mà chúng tôi tập trung chỉ đạo, đã và đang làm đó, đó là tăng cường, nâng cao cái năng lực dự báo, mà trong kỳ họp này nhiều đại biểu cũng phê phán góp ý. Phải nâng cao cái năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, và cái năng lực phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường, trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đầy biến động, đầy bất trắc, thì đòi hỏi phải nâng cao cái năng lực này, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra cơ chế chính sách, phản ứng chính sách một cách kịp thời, phù hợp, hiệu quả trong điều kiện mà kinh tế thị trường rất là năng động, được trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,
mà diễn biến rất nhanh, rất phức tạp và đầy biến động, đầy bất trắc, thì cái năng lực này thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, thì chúng tôi thưa đại biểu là chúng tôi hết sức là quan tâm, tập trung để khắc phục cái yếu kém này, cũng là nâng cao cái năng lực trên lĩnh vực này. Cái thứ ba đó là chính phủ đã cũng là đang tập trung để nâng cao cái năng lực, vừa nâng cao năng lực vừa nâng cao cái hiệu quả quản lý trong cái việc xây dựng xây dựng rồi hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch để quản lý. Vừa qua đây là một điểm, một cái lĩnh vực hạn chế yếu kém trong lãnh đạo quản lý điều hành của chính phủ. Quy hoạch không sát, khắc phục cho được cái việc quy hoạch không sát với thực tế, chiến lược, kế hoạch không sát với thực tế, mà quản lý nhà nước thì phải quản lý bằng quy hoạch, kế hoạch, nhưng mà ngay cái quy hoạch, kế hoạch chúng ta đã không sát, không phù hợp, kém hiệu quả, kém chất lượng, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là lãng phí đầu tư, dẫn đến tình trạng là chậm đi, cản trở, thậm chí là cản trở tiến trình phát triển của đất nước, cản trở cái tiến trình cơ cấu lại cái nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ cái việc mà cái quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, chất lượng thấm không phù hợp. Đây là một cái hạn chế yếu kém mà chúng tôi hết sức là nghiêm túc thấy, rồi cũng đã đang phải tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục nâng lên. Một cái điểm thứ tư, ý kiến của đại biểu nêu đó là cái thì chúng tôi cũng đã để nâng cao cái năng lực lãnh đạo quản lý, cũng là khắc phục những cái hạn chế yếu kém của mình, thì chính phủ cũng đã tập trung tăng cường cái kỷ luật kỷ cương, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý, rồi tăng cường cái thanh tra, kiểm tra, giám sát để cái khắc phục những cái khuyết điểm, hạn chế yếu kém của mình, như là một cái điển hình như là cái giám sát, kiểm tra đối với cái tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước, như chúng tôi vừa nhận khuyết điểm. Phải tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời, phù hợp các cái hành vi vi phạm. Không có làm tốt việc này thì hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo quản lý điều hành của chính phủ sẽ không đáp ứng được, và đây cũng là một khuyết điểm lớn của chính phủ. Chúng tôi đã nghiêm túc nhìn nhận cái này, Dũng đã và đang ra sức khắc phục, ra sức nâng lên cái kết quả trong cái lĩnh vực này. Một cái điểm nữa đó là có lẽ là cái thứ năm chắc. Một cái điểm nữa là chính phủ là đang tập trung cái chỉ đạo hoàn thiện cái hệ thống tổ chức bộ máy của chính phủ, rồi cái bộ máy hành chính các cấp. Sức mạnh trước hết từ tổ chức, rất quan trọng từ tổ chức. Thì vừa qua chúng ta cũng, bộ máy tổ chức chúng ta cơ bản đã thực hiện được chức trách, nhiệm vụ, nhưng mà còn nhiều cái khiếm khuyết. Thì chính phủ đang hoàn thiện cái bộ máy này với tinh thần là tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Không để một lĩnh vực nào, mà không có cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm chính quản lý. Thí dụ hôm qua tôi nhận được một cái chất vấn của một đại biểu hỏi tôi, đó là cái giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đó thì Thủ tướng đã giao cho cơ quan nào, thì tôi phải đi tìm. Thì thật sự đó là chính phủ đã giao cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chăm lo cái nhiệm vụ này, và đã lập một cái viện ngôn ngữ học để chuyên là làm nhiệm vụ bảo vệ, rồi giữ gìn, rồi phát huy sự trong sáng của tiếng Việt. Nhưng cơ quan nào cái quản lý nhà nước cái này, viện là cái tổ chức sự nghiệp, tuy là trực thuộc chính phủ, thì cũng chưa giao được cho bộ nào để quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Thí dụ như thế, tôi muốn nói là phải đã hoàn thiện cái hệ thống tổ chức bộ máy của chính phủ và chính quyền các cấp, bảo đảm quản lý thống nhất trên tất cả các lĩnh vực như hiến pháp đã quy định cho chính phủ.
là không để là có lĩnh vực nào đó không có cơ quan chịu trách nhiệm, hay là trùng dẫm một việc mà hai ba người không rõ, không rõ. Và đồng thời với đó là phải hoàn thiện lại cái việc phân công, cái việc phân cấp giao quyền cho phù hợp, để vừa phát huy được, đề cao được trách nhiệm, đề cao được trách nhiệm của các cấp, đề cao được trách nhiệm, phát huy được cái năng động sáng tạo của cấp dưới. Đồng thời trong cái phân công phân cấp giao quyền đó thì phải bảo đảm cái lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp trên, của trung ương. Thì việc này đó đã làm nhưng mà còn rất nhiều khiếm khuyết, thì chúng tôi đã làm, sẽ tiếp tục làm nó tốt hơn cái lĩnh vực này. Còn một cái việc nữa là chính phủ đang chỉ đạo là cái nâng cao, cái đề cao trách nhiệm, rồi nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, của đội ngũ cán bộ công chức, mà nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, các đơn vị, trong thực thi công vụ, trong thực thi chức trách nhiệm vụ trước nhân dân, và phải làm tốt cái tinh thần nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, gắn với việc học tập, nâng cao, học tập theo cái tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm sao cái bộ máy của chúng ta, cái bộ máy hành chính của chúng ta có đội ngũ cán bộ công chức hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, cả về đạo đức, phẩm chất, năng lực, trách nhiệm. Một cái điểm nữa đó là chúng tôi cũng hết sức quan tâm, đó là thực hiện, đó là thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ, phát huy tốt cái trách nhiệm của tập thể, đồng thời đó là đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ. Rồi á là lắng nghe, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ, đảng viên, của chuyên gia trong cái quản lý, trong thực thi, trong hoạch định chính sách, trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt là nâng cao cái năng lực tiếp thu các ý kiến sáng tạo, ý kiến xác đáng sáng tạo của đảng viên, cán bộ, của nhân dân, của các chuyên gia trong cái hoạch định, trong cái điều hành thực thi chính sách. Trong đó thì hết sức chú ý cái công khai, tăng cường cái công khai minh bạch, nâng cao cái năng lực giải đáp giải trình của người lãnh đạo các cấp, năng lực giải đáp giải trình của người lãnh đạo các cấp, qua đó mà chịu sự giám sát của nhân dân. Thưa các vị đại biểu Quốc hội, chúng tôi nghĩ rằng đó là bên cạnh những cái làm được, làm tốt của chính phủ đã đóng góp vào thành tựu chung, nhưng cũng còn nhiều cái hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà tôi đã nhận là những cái hạn chế, tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính phủ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước. Thì để khắc phục cái hạn chế, yếu kém, khuyết điểm này, đồng thời cũng là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính phủ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, để đáp ứng, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó, thì chính phủ báo cáo với Quốc hội là đã nghiêm túc có những cái chương trình, kế hoạch cụ thể để khắc phục khuyết điểm của mình, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của mình, với tinh thần là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó thì tập trung vào những vấn đề mà tôi xin trình bày với Quốc hội như vừa qua, với tinh thần là phấn đấu hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao, với tinh thần là phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ còn lại của năm 2012, rồi nhiệm vụ năm 2013, rồi kế hoạch 5 năm 2011-2015 mà Đại hội 11 của Đảng đã đề ra,
của Quốc hội đã đề ra. Tôi xin trình bày những cái giải pháp gì để khắc phục những cái hạn chế yếu kém mà Thủ tướng Chính phủ đã nhận trước Quốc hội. Xin thưa với đại biểu là đồng chí đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một cái ý là có nghĩ đến cái từ chức không. Thì tôi xin trình bày ý kiến thế này. Đối với tôi đó thì còn 3 ngày nữa là hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của đảng. Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Và mặt khác thì tôi cũng không có từ chối, không có thối thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi. Và là một cán bộ đảng viên của đảng thì cũng báo cáo với Quốc hội là tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với đảng về bản thân mình, báo cáo với Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương một cách nghiêm túc đầy đủ về bản thân mình. Và đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất, đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, cả về nguyện vọng, tâm tư, nguyện vọng của tôi. Và đảng lãnh đạo, quản lý trực tiếp tôi hiểu rất rõ về tôi. Và đảng ta cũng là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ Trung ương phân công. Và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của đảng, của Ban Chấp hành Trung ương đảng, của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi. Tóm lại là có thể nói gần suốt cả cuộc đời tôi theo đảng, hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của đảng. Tôi không có chạy, tôi cũng không có xin, và tôi cũng không có thối thoát từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua. Xin cảm ơn đại biểu. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Mình nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy. Lần tránh làm gì? Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ở ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ rằng mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở, tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế, mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi. Cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân.
Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém. Ở cái phong cách, đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn còn. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay à? Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi lại để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, nhưng có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Quả cáp biếu xén với gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không? Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng, kiểm tra giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, mà điển hình là Vinashin, Vinalize, hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế khuyết điểm chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, vân vân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng đảng, những suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên như nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Mặc dù nhiều khuyết điểm hạn chế có từ các khóa trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng ủy viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm hạn chế đó. Và để giữ nghiêm kỷ luật trong đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của đảng và làm gương trong toàn đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này, cũng như sự quyết tâm nỗ lực lớn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4.
nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm khuyết điểm và tự giác, tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên, uy tín càng cao hơn, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng. Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết. Đó cũng chính là một bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước. Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật xin lỗi trước toàn Đảng, toàn dân và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu lúc này hơn lúc nào hết chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là Đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội 11 của Đảng. Đấy. Ta nói là nó đã đền bù 8.500 tỷ thì có thể yếu tố xem nhẹ gì. Nhưng mà đây không phải chỉ là cái chuyện mua bán, làm thất thoát tài sản. Quá trình làm nó mới đẻ số ra, khai là có hối lộ và nhận hối lộ. Mà tiền hàng mấy triệu đô la thì ta có xử không? Phải làm tiếp. Và đó là với một ví dụ thôi. Bàn cho kỹ đi, nhưng phải lưu ý cái kết luận. Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Mà trừ phi cá nhân đang dính vào đấy là mình có cái động cơ gì nữa, tôi xử đại. Nói lần là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng gì nữa. Anh hướng vào quan hệ thân quen, anh tìm mọi cách anh bênh che, anh muốn là xóa nhẹ nó đi, không được. Gia đình vợ con anh hướng vào, anh tìm mọi cách anh không được. Tôi phải nói thẳng thật như thế đi. Còn nếu trong chúng ta có ai có dao động với mình thì tự giác báo cáo là tôi thấy dao động tôi ngập ngừng mình đi. Xin tôi thôi đi. Phải với quyết tâm như thế đi. Và truyền những tinh thần này xuống bên dưới như thế. Tôi muốn nói sâu cái ý này, nó về cái bài học. Tôi muốn là thành bài, thành lớp, không làm cũng không thể được. Là cháy lên rồi không ai đứng vào cuộc được. Anh ngược đấy là anh ngược ra ngay. Trong ban chỉ đạo anh ngược đấy ngược ra là anh ngược thế nào ngay. Có biểu hiện gì tôi kiểm tra ngay anh. Có được không? Có dấu hiệu vi phạm được không? Người đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Luôn luôn mong mỏi và thậm chí có phần lo lắng liệu có duy trì được không, có tiếp tục làm mạnh không hay là trùng xuống. Đấy là tâm lý có thật và đấy là tâm lý chính đáng. Đấy cũng là điều ta vui. Các vụ án có giảm đi đâu, các vụ việc đang làm có bỏ dở đâu à. Và mức án có phải là nhẹ đâu, có vùng cấm không, có nhà lời không, có trùng xuống không? Rõ ràng không có căn cứ để nói rằng chúng ta dừng lại hay là trùng xuống. Bao nhiêu vụ lớn, bao nhiêu vụ các đồng chí lãnh đạo cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị 34 quản lý bị đây.
bao nhiêu đồng chí ủy viên trung ương, nhiều ủy viên trung ương bị đây, tướng trong quân đội, trong công an bị đây, gần đây nhất mới thi hành kỷ luật nguyên ủy viên trung ương, nguyên phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đây, mới đây thôi. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi, nếu như chưa có được thống nhất cao, ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, không phải chỉ căn cứ vào luật pháp thuần túy, căn cứ vào ý thức đảng, nguyên tắc tổ chức của đảng, cách làm phải theo tập thể, không cá nhân nào được lèo lái như chỗ này cả. Chúng tôi bảo là bây giờ anh nào không làm cũng không được, anh làm tránh cũng không được, kể cả những cái cơ quan có đủ quyền lực muốn làm tránh không làm tránh được. Cái cơ chế buộc anh phải thế này, từ cho cái nơi này, cái kinh nghiệm quý bây giờ chúng ta duy trì được. Nếu mà các đồng chí học cho này ra văn bản này, sắp tới các cơ quan điều tra cứ thế mà làm, điều tra làm theo luật pháp, ý kiến khác nhau đưa ra bàn. Mà tôi nói nếu mà mai kia còn nhiều ý kiến khác nhau, tôi theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, bàn cho kỹ đi, nhưng phải như đúng cái kết luận, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đặt lợi ích của đảng lên trên hết. Mà trừ phi cá nhân đang dính vào đấy, anh có cái động cơ gì nữa, tôi xử lại. Nói lần là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan phòng chống tham nhũng mà. Anh vướng vào quan hệ thân quen, anh tìm mọi cách anh bênh che, anh muốn là xóa nhẹ nó đi, không được. Gia đình vợ con anh vướng vào, anh tìm mọi cách anh không được. Tôi phải nói thẳng nói thật như thế đi. Tôi muốn nói sâu cái gì để cái bài học, tôi muốn là thành bài, thành lớp, không làm cũng không thể được. Là cháy lên rồi không ai đứng ra cuộc được. Anh nhược đấy là anh lộ ra ngay. Trong ban chỉ đạo anh nhược đấy lộ ra là anh là thế nào ngay. Có biểu hiện gì tôi kiểm tra ngay anh, có được không? Có dấu hiệu vi phạm được không? Người đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm này. Không có chuyện gì, chuyện dừng lại hay là ngập ngừng. Mà không thể ngừng lại được, không thể, thể không làm được. Thì nói như cơ chế bên trên rồi, vì đây là yêu cầu của cách mạng, là nhu cầu tình cảm nguyện vọng của nhân dân, là mong muốn của đảng ta, của dân ta, cho nên không thể không được. Phải khẳng định cái quyết tâm ấy. Và nếu trong chúng ta có ai có dao động có ngừng thì tự giác báo cáo là tôi thấy dao động tôi nhập ngừng như này, xin tự thôi. Phải lấy quyết tâm như thế nhé, và truyền cái tinh thần này xuống bên dưới như thế. Tất cả mỗi người chúng ta ngồi đây phải trước hết phải là một mẫu mực để phòng chống tham nhũng. Nếu mà đồng chí nào bị dây vào đây thì là chống tham nhũng ngay trong các đồng chí đi chống tham nhũng, các cơ quan đi phòng chống tham nhũng thì mới được. Tôi tin là như thế là sẽ được, chứ tại sao không được? Nếu là mình thật trung thực với đảng với dân, có thật lòng không? Làm là vì nước, thì dân hay là vì cái gì thì không sợ. Nhưng tôi nói là cái đạo lý có nói xuyên luôn đấy, hay là thực tế cuộc sống của người như thế, dân người ta biết hết rồi. Tôi nói là dứt khoát không được để lọt những người có biểu hiện tham mưu tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức nữa vào cấp ủy sắp tới, hay là để xảy ra cái này mai kia kỳ luật đi chỗ ấy đi. Tôi nói là có dấu hiệu vi phạm thì phải kiểm tra, kiểm tra có vấn đề thì không đưa vào cấp ủy. Theo điều bây giờ mà không làm thì làm nào? Đang có cái tâm lý chờ đợi xem là sắp tới ông có làm quyết liệt không, hay là này lại thế nào thế kia đi, tình hình nó thay đổi thế này thế khác đi. Không có đâu, ai làm cũng phải thế thôi. Tôi xin nhắc lại, họp trung ương tôi đã nói rồi, hôm nay họp tôi còn nói nữa, đại hội là một dịp để ta sàng lọc cán bộ, không phải chỉ có bàn phương hướng công tác. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Nhưng mà làm thế thì lấy ai là người làm? Cứ thử đi xem có người nào. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tập trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Một nói là làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín, càng che giấu càng mất uy tín.